Trong chúng sinh vô số thế giới nhập định, từ trong chúng sinh vô lượng thế giới xuất định, trong chúng sinh vô lượng thế giới nhập định, từ trong chúng sinh vô biên cõi Phật xuất định, trong chúng sinh vô biên cõi Phật nhập định, từ trong chúng sinh vô đẳng cõi Phật xuất định, trong chúng sinh vô đẳng cõi Phật nhập định, từ trong chúng sinh bất khả số thế giới khởi, trong chúng sinh bất khả số thế giới nhập, trong chúng sinh bất khả xưng thế giới khởi, trong chúng sinh bất khả xưng thế giới nhập, trong chúng sinh bất khả tư thế giới khởi, trong chúng sinh bất khả tư thế giới nhập, trong chúng sinh bất khả lượng thế giới khởi, trong chúng sinh bất khả lượng thế giới nhập, trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới khởi, trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới nhập, trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới khởi, trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới nhập, trong chúng sinh tạp nhiễm khởi, trong chúng sinh tạp nhiễm nhập, trong chúng sinh thành tịnh khởi, trong chúng sinh thành tịnh nhập, trong chúng sinh tạp nhiễm khởi. Bồ Tát ở trong chúng sinh bất khả số thế giới nhập định, từ trong chúng sinh bất khả xưng thế giới xuất định, trong chúng sinh bất khả xưng thế giới nhập định, từ trong chúng sinh bất khả tư thế giới xuất định, trong chúng sinh bất khả tư thế giới nhập định, từ trong chúng sinh bất khả lượng thế giới xuất định, trong chúng sinh bất khả lượng thế giới nhập định, từ trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới xuất định, trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới nhập định, trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới xuất định, trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới nhập định, từ trong chúng sinh tạp nhiễm xuất định, trong chúng sinh tạp nhiễm nhập định, từ trong chúng sinh thanh tịnh xuất định, trong chúng sinh thanh tịnh nhập định, từ trong chúng sinh tạp nhiễm xuất định. Đoạn văn này nói về cảnh giới của Bồ Tát là không nhập mà chẳng tự được vậy. Tức cũng là tại tâm như ý, muốn lúc nào nhập định thì lúc đó nhập định, muốn nơi nào xuất định thì nơi đó xuất định, chẳng bị thời gian và không gian hạn chế. Lớn thì như núi Tu Di, nhỏ thì như hạt bụi, tùy ý biến hóa. Đây là cảnh giới như ý thông của Bồ Tát. Cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm là khai mở tâm chúng sinh rộng lớn từng chút từng chút, từ 1 đến 10, từ 10 đến 100, từ 100 đến ngàn, từ ngàn đến vạn, từ vạn đến ức, cho đến vô số, vô lượng, vô lượng. Chủ yếu làm cho tư tưởng rộng lớn phải có cảnh giới dọc ba thái hư, ngang khắp pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới vô lượng, cõi nước vô lượng, chư Phật vô lượng, Bồ Tát vô lượng, tất cả đều không có hạn lượng. Cảnh giới đó chẳng phải người tâm nhỏ lượng nhỏ minh bạch được, hiểu thấu được. Chúng ta chúng sinh điên điên đảo đảo, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, chẳng nhận thức được chủ nhân ông của chính mình, lấy nhiễm khổ làm vui, bỏ giác hợp trần, nhận giặc làm con, thật là đáng thương. Bồ Tát rất từ bi đối với chúng ta, giống như mẹ hiền dạy con cái. Cha mẹ hy vọng con trai thành rồng, con gái thành phụng. Bồ Tát thì hy vọng chúng sinh thành Phật, hy vọng chúng sinh không điên đảo, không chấp trước, phát tâm Bồ Đề, tu vô thượng đạo. Song chúng sinh chẳng nghe lời, vẫn cứ điên đảo, vẫn cứ chấp trước. Như vậy chẳng phải là cô phụ một phen khổ tâm của Bồ Tát chăng? Chúng ta người tu đạo phải mau hồi đầu, cải ác hướng thiện, nghe lời dạy của Bồ Tát. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật đều nói về đạo lý tu Bồ Tát đạo, độ hóa chúng sinh. Nếu chúng ta như pháp thực hành một câu, một bài kệ, thì công đức vô lượng, thọ không hết. Nơi mắt nhập, nơi tai khởi, nơi tai nhập, nơi mắt khởi, nơi mũi nhập, nơi lưỡi khởi, nơi lưỡi nhập, nơi mũi khởi, nơi thân nhập, nơi ý khởi, nơi ý nhập, nơi thân khởi, nơi mình nhập, nơi họ khởi, nơi họ nhập, nơi mình khởi, trong một hạt bụi nhập, trong hạt bụi vô số thế giới khởi, trong hạt bụi vô số thế giới nhập, trong một hạt bụi khởi, thanh văn nhập, độc giác khởi, độc giác nhập, thanh văn khởi, thân mình nhập, thân Phật khởi, thân Phật nhập, thân mình khởi, một niệm nhập, ước kiếp khởi, ước kiếp nhập, một niệm khởi, đồng niệm nhập, thời khác khởi, thời khác nhập, đồng niệm khởi, tiền tế nhập, hậu tế khởi, hậu tế nhập, tiền tế khởi, tiền tế nhập, trung tế khởi, trung tế nhập, tiền tế khởi, ba đời nhập, sát na khởi, sát na nhập, ba đời khởi, chân như nhập, ngôn thuyết khởi, ngôn thuyết nhập, chân như khởi. Bồ Tát nơi mắt nhập định, từ nơi tai xuất định, nơi tai nhập định, từ nơi mắt xuất định, nơi mũi nhập định, từ nơi lưỡi xuất định, nơi lưỡi nhập định, từ nơi mũi xuất định, nơi thân nhập định, từ nơi ý xuất định, nơi ý nhập định, từ nơi thân xuất định, nơi mình nhập định, từ nơi họ xuất định, nơi họ nhập định, từ nơi mình xuất định. Bồ Tát ở trong một hạt bụi nhập, từ trong hạt bụi vô số thế giới xuất định, trong hạt bụi vô số thế giới nhập định, từ trong một hạt bụi xuất định,
thanh văn nhập định, từ độc giác xuất định, độc giác nhập định, từ thanh văn xuất định, thân mình nhập định, từ thân Phật xuất định, thân Phật nhập định, từ thân mình xuất định, một niệm nhập định, từ ức kiếp xuất định, ức kiếp nhập định, từ một niệm xuất định, đồng niệm nhập định, từ thời khác xuất định, thời khác nhập định, từ đồng niệm xuất định, tiền tế nhập định, từ hậu tế xuất định, hậu tế nhập định, tiền tế xuất định, tiền tế nhập định, từ trung tế xuất định, trung tế nhập định, từ tiền tế xuất định, ba đời nhập định, từ sát na xuất định, sát na nhập định, từ ba đời xuất định, chân như nhập định, từ ngôn thuyết xuất định, ngôn thuyết nhập định, từ chân như xuất định. Phật tử, ví như có người bị quỷ nhập, làm cho thân họ rung động, không thể được an, quỷ không hiện thân, khiến thân họ như vậy, Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này cũng lại như thế, thân mình nhập định thân họ khởi, thân họ nhập định thân mình khởi. Các vị Phật tử, ví như có người bị quỷ nhập, thân thể của họ rung động không ngừng, không thể được an tĩnh, quỷ chẳng hiện thân mà khiến cho người khác phát sinh tình hình như thế, rung động không ngừng. Đại Bồ Tát cũng như thế, chẳng nhìn thấy thân Ngài mà Ngài có thể ở trên thân của bạn xuất định. Do đó Kinh Văn có nói, tại thân mình nhập định, từ thân người khác xuất định. Tại thân người khác nhập định, từ thân mình xuất định. Cái giới này chẳng chướng ngại nhau. Phật tử ví như tử thi, vì nhờ lực của chú mà có thể dậy đi để theo các việc đều làm được. Tử thi và chú tuy đều khác biệt mà có thể hòa hợp thành tựu việc đó. Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này cũng lại như thế. Đồng cảnh nhập định mà khác cảnh khởi, khác cảnh nhập định mà đồng cảnh khởi. Các vị Phật tử ví như tử thi, nhờ sức lực của chú ngữ mà có thể khiến cho tử thi dậy đi. Tử thi tuy chẳng còn trí giác nhưng có thể thay thế bạn làm việc. Những việc làm đều thành tựu. Tử thi và chú tuy đều khác biệt, nhưng chú ngữ có thể khiến cho tử thi đi được, lại có thể hợp tác với nhau thành tựu việc làm đó. Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này cũng lại như thế. Đồng cảnh nhập định mà khác cảnh xuất định, khác cảnh nhập định mà đồng cảnh xuất định. Cảnh giới này chẳng có chướng ngại nhau. Phật tử ví như tỳ kheo đắc được tâm tự tại, hoặc dùng một thân làm nhiều thân, hoặc dùng nhiều thân làm một thân, chẳng phải một thân chẳng còn mà nhiều thân sinh, chẳng phải nhiều thân chẳng còn mà một thân sinh. Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này cũng lại như thế. Một thân nhập định, nhiều thân khởi, nhiều thân nhập định, một thân khởi. Các vị Phật tử ví như tỳ kheo đắc được như ý thông, tức là tại tâm như ý biến hóa vô cùng, hoặc dùng một thân mà biến thành nhiều thân, hoặc dùng nhiều thân mà biến thành một thân, chẳng phải nói thân này chẳng còn mà sinh ra nhiều thân, cũng chẳng phải nhiều thân chẳng còn lại là một thân. Đây là cảnh giới thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này cũng lại như thế. Một thân nhập định, nhiều thân xuất định, nhiều thân nhập định, một thân xuất định. Cảnh giới này chẳng chướng ngại nhau. Tỳ kheo có ba ý nghĩa. Một, khất sĩ, trên khất pháp của chư Phật để nuôi huệ mạng, dưới khất thực của chúng sinh để nuôi dưỡng sắc thân. Hai, bố ma, khi tỳ kheo thọ giới cụ túc, đắc giới, hòa thượng hỏi: ông có phải là đại trượng phu không? Đáp: là đại trượng phu. Lại hỏi: ông có phát bồ đề tâm chăng? Đáp: đã phát bồ đề tâm. Lúc đó mà vừa nghe được bèn sinh sợ hãi. Tại sao? Vì quyến thuộc của ma lại bớt đi một người, còn quyến thuộc của Phật lại thêm một người, cho nên sinh tâm sợ hãi. Ba, phá ác, tức là phá phiền não ác. Vì tỳ kheo có ba ý nghĩa này nên không dịch. Khi Trung Quốc phiên dịch kinh điển tiếng Phạn có năm loại không dịch: một, bí mật không dịch như chú ngữ; hai, tôn trọng không dịch như bát nhã bồ đề; ba, thuận cổ không dịch như a nậu đa la tam miệu tam bồ đề; bốn, đa hàm không dịch như tỳ kheo; năm, thử phương vô bất dịch như quả amala. Phật tử ví như đại địa, chỉ có một vị mà sinh ra cây cỏ đủ thứ vị khác nhau, tuy đất không khác nhau mà vị có sự khác nhau đặc thù. Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này cũng lại như thế, không có sự phân biệt mà có một thứ nhập định nhiều thứ khởi, nhiều thứ nhập định một thứ khởi. Các vị Phật tử ví như đại địa, tuy chỉ có một vị mà sinh ra cây cỏ đủ thứ vị khác nhau, có vị đắng, có vị ngọt, có vị chua, đất không khác nhau mà sinh ra thực vật có vị khác nhau. Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này cũng lại như thế, không có gì phân biệt mà tại một thứ nhập định từ nhiều thứ xuất định, tại nhiều thứ nhập định một thứ xuất định. Cảnh giới này chẳng chướng ngại nhau. Phật tử, Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này
đắc được 10 pháp khen ngợi của sự khen ngợi. Những gì là 10? Đó là vì vào chân như nên gọi là Như Lai, vì giác tất cả pháp nên gọi là Phật, vì được tất cả thế gian khen ngợi nên gọi là Pháp Sư, vì biết tất cả pháp nên gọi là Nhất Thiết Trí, vì là chỗ nương tựa của tất cả thế gian nên gọi là chỗ nương tựa, vì thấu đạt tất cả pháp phương tiện nên gọi là Đạo Sư, vì dẫn dắt tất cả chúng sinh vào đạo Tát Bà Nhã nên gọi là Đại Đạo Sư, vì làm đèn của tất cả thế gian nên gọi là Quang Minh, vì tâm trí viên mãn nghĩa lợi thành tựu, những gì cần làm đã làm xong, trụ trí huệ vô ngại, phân biệt biết rõ tất cả các pháp nên gọi là Thập Lực, vì tự tại thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là Bậc Thấy Tất Cả, đó là 10. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này đang được 10 pháp khen ngợi của sự khen ngợi. Những gì là 10? Đó là 1. Vì vào chân như nên gọi là Như Lai, vì Bồ Tát chứng nhập chân như thật tướng lý thể cho nên gọi là Như Lai. 2. Vì giác tất cả pháp nên gọi là Phật, vì Bồ Tát giác ngộ thấu rõ tất cả các pháp cho nên xưng là Phật. 3. Vì được tất cả thế gian khen ngợi nên gọi là Pháp Sư, vì Bồ Tát có tâm từ bi độ khắp chúng sinh, được hết thảy mọi người thế gian khen ngợi cho nên xưng là Pháp Sư. 4. Vì biết tất cả pháp nên gọi là Nhất Thiết Trí, vì Bồ Tát biết rõ tất cả Phật pháp cho nên xưng là Nhất Thiết Trí. 5. Vì là chỗ nương tựa của tất cả thế gian nên gọi là chỗ nương tựa, vì Bồ Tát là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh thế gian cho nên xưng là chỗ nương tựa. 6. Vì thấu đạt tất cả pháp phương tiện nên gọi là Đạo Sư, vì Bồ Tát thấu rõ thông đạt tất cả pháp phương tiện cho nên xưng là Đạo Sư. 7. Vì dẫn dắt tất cả chúng sinh vào đạo Tát Bà Nhã nên gọi là Đại Đạo Sư, vì Bồ Tát dẫn dắt tất cả chúng sinh đều vào đạo Tát Bà Nhã Nhất Thiết Trí cho nên xưng là Đại Đạo Sư. 8. Vì làm đèn của tất cả thế gian nên gọi là Quang Minh, vì Bồ Tát là đèn quang minh của tất cả thế gian cho nên xưng là Quang Minh. 9. Vì tâm trí viên mãn nghĩa lợi thành tựu, những gì cần làm đã làm xong, trụ trí huệ vô ngại, phân biệt biết rõ tất cả các pháp nên gọi là Thập Lực, vì tâm trí của Bồ Tát đã viên mãn nghĩa lợi đã thành tựu, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, chỗ nơi trí huệ không có chướng ngại, phân biệt biết rõ được tất cả các pháp cho nên xưng là Thập Lực. 10. Vì tự tại thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là Bậc Thấy Tất Cả, vì Bồ Tát tự tại thông đạt tất cả pháp luân cho nên xưng là Bậc Thấy Tất Cả, đó là 10 pháp khen ngợi. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này lại được 10 thứ quang minh chiếu sáng. Những gì là 10? Đó là được quang minh của tất cả chư Phật vì bình đẳng với chư Phật, được quang minh của tất cả thế giới vì nghiêm tịnh khắp, được quang minh của tất cả chúng sinh vì đều đến điều phục, được vô lượng vô úy quang minh, vì pháp giới làm đạo tràng diễn nói, được quang minh không khác biệt vì biết tất cả pháp không có các thứ tánh, được quang minh phương tiện vì nơi tất cả pháp để dục tế mà chứng nhập, được quang minh chân thật vì nơi tất cả pháp để dục tế tầm bình đẳng, được quang minh khắp tất cả thế gian thần thông biến hóa vì được Phật gia trì luôn không ngừng nghỉ, được quang minh khéo tư duy vì đến được bờ tự tại của tất cả chư Phật, được quang minh tất cả pháp chân thật vì trong một lỗ lồng khéo nói tất cả, đó là 10. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này lại đắc được 10 thứ quang minh chiếu sáng. Những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát đắc được quang minh của tất cả chư Phật vì bình đẳng với chư Phật. 2. Bồ Tát đắc được quang minh của tất cả thế giới vì trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả thế giới. 3. Bồ Tát đắc được quang minh của tất cả chúng sinh vì đều đến điều phục tất cả chúng sinh. 4. Bồ Tát đắc được vô lượng vô úy quang minh vì dùng pháp giới làm đạo tràng diễn nói diệu pháp. 5. Bồ Tát đắc được quang minh không phân biệt vì biết tất cả pháp không có các thứ tự tánh. 6. Bồ Tát đắc được quang minh phương tiện vì đối với tất cả pháp đều khỏi dục tế mà chứng nhập chân như.